tất cả các chị ạ. Chào chị Mickey nha. Mọi người vào đi ạ, mọi người vào chia sẻ like cho em đi nào. Mọi người vào chia sẻ like mạnh lên cho em nhá. Mọi người comment xin chào đi. Để em biết mọi người đang xem live stream để em chào mọi người nào. Chào chị Lê Lê ạ, chào chị Nam Nguyễn nhá. Chào chị Hương Nguyễn ạ. Chào chị Tiến Trần nhá. Mọi người lên nè, mọi người vào nào, mọi người vào comment nhá. Comment xin chào để em biết mọi người đang xem livestream để em chào mọi người nhá. Chào chị Trà Lành nha, chào chị Hải Hà. Áo đang mặc có màu khác không? Áo em đang mặc có màu khác nha mọi người nhá, có màu khác. Mọi người chia sẻ thật nhiều nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Chia sẻ lên các hội nhóm chợ cho em sẽ tặng quà cho mọi người nhá. Các chị có muốn tặng quà không nào? Tặng áo phông nhá mọi người nhá. Tặng áo phông, chia sẻ lên 50 view sẽ tặng áo phông như em đang mặc nào. Tặng các mẫu áo phông nào, mọi người chia sẻ cho em đi nào. Các chị vào đi ạ, chào chị Đặng Trang nhá, chào chị Nữ My ạ. Mọi người vào chia sẻ cho em nhá. Chia sẻ lên các hội nhóm chợ cho em nào. Duyên và Phận Ai, xin chào chị nhá. Chào chị Hoa em ạ. Mọi người vào chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm chợ nhá mọi người nhá. Những ai đang xem livestream comment xin chào để em nhìn thấy tất cả các chị, để em chào mọi người nhá. Mai tầm 10 giờ chị ra lấy áo nhé. Rồi ok, có gì thì chị cứ ra thì cứ gọi cho em. Nhà em lúc nào cũng ở nhà mà. Mọi người chia sẻ thật nhiều nào. Các chị chia sẻ vào các hội nhóm nhá. Đạt mốc 50 view em sẽ tặng áo phông nhá mọi người nhá. Tặng áo phông cho các chị luôn. Đây, rất là nhiều mã áo phông đẹp nào. Chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm chợ cho em ạ. Chia sẻ đạt mốc 50 view em sẽ tặng áo phông nhá. Hàng Quảng Châu đẹp cho các chị luôn. Hàng Quảng Châu đẹp cho các chị luôn đây. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Ai cũng có thể nhận được quà nhá. Ai cũng có cơ hội nhận được quà của shop ạ. Cho mình hỏi có quần ở công sở. Quần công sở em có chị ơi. Mọi người chia sẻ cho em đi nào. Quần công sở có nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm nhá. Thật nhiều vào các hội nhóm cho em. Nào, mọi người chia sẻ cho em nào. Chia sẻ đặt mốc 50 người xem nhá. Đạt mốc 50 người xem tặng áo phông này. Rồi ok, anh Hằng Nghiệp chia sẻ 50 nhóm. Em mới thấy có 39 lượt chia sẻ đó chị anh Hằng Nghiệp ơi. Tắm cứ vào đi. Vào chip vô anh ở đây chơi. Bảo chip với Phương Anh vào đây. Mọi người chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm nhá. Đạt mốc 50 view em sẽ tặng áo phông này nhá mọi người nhá. Tặng áo phông đây. Rất là nhiều mà áo phông đẹp luôn em sẽ tặng cho các chị nhá. Chia sẻ đạt mốc 50 view ạ. Mọi người chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm cho em nhá. Ai cũng có thể nhận được quà của shop luôn ạ. Ai cũng có cơ hội nhận được quà của shop nhá. Đạt mốc 50 view tặng một áo. Đạt mốc 100 view tặng hai áo nhá mọi người nhá. Chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm. Comment rồi mọi người chia sẻ nhá. 3 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ. Ai những ai đã chia sẻ thì quay lại đây comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em nhá. Comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em. Lên 50 view tặng một áo nha, mọi người có thể tùy chọn màu ạ. Lên 50 view em sẽ tặng một áo này, lên 100 view tặng hai áo luôn nhá mọi người nhá. Các chị có thể tùy chọn màu luôn, rất là đẹp luôn nhá. Toàn áo phông đẹp thôi, mọi người chia sẻ đi nào. Mọi người chia sẻ đi ạ. Rồi ok, cảm ơn chị anh Hằng Hiệp đã chia sẻ này. Những ai chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ nhá. Đạt mốc 50 view em sẽ tặng một áo phông nhá. Đạt mốc 100 view tặng hai áo nhá các chị nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm cho em. Bên kia chưa. Bên kia chưa báo về à chị? Nào mọi người chia sẻ nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều nhá.
lên 50 view em sẽ tặng quà cho các chị này, tặng với giá 0 đồng luôn nhá mọi người nhá. Áo em đang mặc bao nhiêu? Áo em đang mặc còn nhiều màu lắm chị ạ. Áo này free size chị Khánh Nhàn nhá. Áo em đang mặc có màu vàng này, màu xanh này, màu trắng này. Màu vàng, màu xanh, màu trắng chị ạ. Đấy. Áo này 120 đang sale 90 này. Hàng thái đẹp. Tầm khoảng từ 40 đến 55 56 cân. Rồi ok chị nha, đầu ngốc nhận được hàng em gửi chưa? Nhận được hàng em gửi chưa? Rồi ok nào mọi người chia sẻ nào. Mọi người chia sẻ lên hội nhóm chợ cho em nhá. Đạt mốc 50 view đi nào. Đạt mốc 50 người xem em sẽ tặng nhá, tặng áo phông cho các chị này. Tặng 0 đồng luôn nhá các chị nhá. Em tặng 0 đồng luôn cho mọi người chia sẻ cho em nào. Tặng 0 đồng luôn, chị nào thích tặng áo đây nhá, áo kẻ này. Áo trắng này, phông hình này. Áo phông vàng này, áo vàng phông chữ này. Nào mọi người chia sẻ cho em nào. Chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm chợ cho em nhá mọi người nhá. Đạt mốc 50 view em sẽ tặng một áo nhá. Đạt 100 view tặng luôn hai áo cho các chị. Chị nào đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em nào. Đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm chợ cho em. Mọi người chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm chợ cho em nhá. Chị nào chia sẻ rồi thì comment đã chia sẻ kèm số điện thoại nhá. Đạt mốc 50 view em sẽ tặng áo phông cho mọi người này. Chào chị Giang Nguyễn nha. Mọi người chia sẻ đi nào. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên nào. Chia sẻ thật mạnh tay lên nha các chị nha. Chia sẻ thật mạnh tay lên cho em. Đạt mốc 50 view em sẽ tặng một áo nhá. Tặng một áo. Nào các chị chia sẻ chưa nào. Mọi người chia sẻ cho em nào. Mọi người chia sẻ nha. Đạt 50 view em sẽ tặng một áo nhá các chị nhá. Đạt 50 view em sẽ tặng một áo này. Đạt 100 view tặng hai áo. Rồi ok chị Anh Hằng Hiệp đã chia sẻ rồi. Chị nào đã chia sẻ thì comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em nhá. Đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em này. Nào mọi người chia sẻ là chưa nhận được thì chị kiện em lâu rồi. Vậy em nhận được lì xì chưa? Cảm ơn tình yêu nhá. Chị nhận được hàng rồi ạ. Tại vì là em chưa đi thanh toán tiền code ấy, nên là em cũng chưa biết. Nhưng mà em đoán là nhận được rồi. Tại vì Ninh Bình hôm nay cũng là mấy ngày rồi mà. Đây nha các chị nhá. Các chị sẽ đoán hai số cuối của tờ tiền nhá. Các chị sẽ đoán hai số cuối của tờ tiền này nào. Hai số cuối của tờ tiền này nhá. Mọi người đoán thả ga luôn. Đoán thả ga luôn nhá. Chị nào đoán trúng sẽ nhận được phần quà của mini game nhá. Chị nào đoán trúng sẽ nhận được một áo phông nhá các chị nhá. Chỉ cần chia sẻ 3 lần. Nào các chị đoán đi nào. Mọi người đoán nhá. Các chị chỉ... Nào mọi người đoán đi nào. Hai số cuối của tờ tiền nhá các chị nhá. Hai số cuối của tờ tiền này. 88 chưa phải, 56 chưa phải ạ. Lên mọi người đoán nào. Chia sẻ cho em nhá. Nhớ là chia sẻ giúp em ít nhất là 5 lần nhá. Và đoán hai số cuối của tờ tiền ạ. Các chị đoán đúng sẽ nhận được phần quà là một áo phông của shop nhá. 29 chưa phải, 15 chưa phải các chị ơi. Nào mọi người chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nào. Rồi 44 chưa phải này, mọi người chia sẻ đi nào. 89. Nào mọi người tiếp tục đoán đi nào. Tiếp tục đoán nhá. 99 chưa phải, 94 chưa phải các chị ơi. 04 chưa phải nào. Mọi người tiếp tục đoán cho em nhá. Chị nào sẽ là người may mắn nhận được phần quà của shop ạ. 46 chưa phải này các chị ơi. 78 chưa phải nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều nhá. Phần quà là một chiếc áo phông này các chị này. Phần quà là một chiếc áo phông dành cho chị nào đoán đúng nhá. 04 chưa phải này, 01 chưa phải này. Mọi người nhớ là phải chia sẻ live stream nhá. Chia sẻ live stream ít nhất là 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ nhá. 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ. 34 chưa đúng này, 25 chưa đúng các chị ơi, 05 chưa đúng nhá. Nào mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào. Chia sẻ mạnh lên cho em. 36 chưa đúng đâu các chị ơi. 36 chưa đúng nha. 72 chưa đúng ạ. Mọi người chia sẻ đi nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều nhá. Nhớ là làm đủ các bước ạ. Chia sẻ 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ nhá. Bộ lanh cộc có chị ơi. 90 chưa đúng này. 89 chưa đúng các chị ơi. Mọi người chia sẻ đi nào. Chia sẻ nhá. Mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ gợi ý con số đầu tiên nhá. Các chị chia sẻ lên 50 view em sẽ gợi ý con số đầu tiên ạ. 95 chưa đúng các chị ơi. 11 chưa đúng nhá. 55 chưa đúng nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều lên hội nhóm chợ cho em nhá. Chia sẻ thật nhiều lên hội nhóm chợ.
đạt mốc 50 view em sẽ gợi ý con số đầu tiên ạ. Em sẽ gợi ý con số đầu tiên này, 08 chưa đúng này, 47 chưa đúng đâu các chị ơi. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em này. 83 chưa đúng này, đơn của em hôm qua chốt. Chị Mạnh Giáp ơi, sáng nay gọi điện cho chị nhưng mà không thấy nghe máy nhá. 27 chưa đúng đâu các chị ơi. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Chia sẻ thật nhiều lên hội nhóm chợ nhá. Chị nào sẽ là người may mắn nhất được phần quà mini game của shop ạ. Chia sẻ 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ nhá. Ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên ở chế độ xem trước ạ. Nhớ là ấn theo dõi ở chế độ xem trước nhá các chị nhá. 04 chưa đúng ạ, 99 chưa đúng các chị ơi. 55 chưa đúng nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm chợ. Đạt mốc 50 view em sẽ gợi ý con số đầu tiên ạ. Đạt mốc 50 view gợi ý con số đầu tiên cho các chị nhá. 09 chưa đúng này. 68 chưa đúng đâu các chị ơi. Nào mọi người chia sẻ nào. 81 chưa đúng ạ. 01 chưa đúng. Nào mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ gợi ý con số đầu tiên. Chia sẻ lên trang cá nhân 5 lần và hội nhóm chợ 5 lần nhá. Chị nào không chia sẻ lên trang cá nhân thì phải chia sẻ lên hội nhóm chợ 10 lần giúp em nhá chị nhá. Nào 17 chưa đúng này, 60 chưa đúng nhá. Mọi người tiếp tục comment nhá. 64 chưa đúng các chị ơi. Bây giờ là 20:52, chúng ta sẽ chơi mini game đến 20:55 nhá. 35 chưa đúng này, 06 chưa đúng. Nào mọi người tiếp tục đoán đi nào. Các chị tiếp tục đoán nha. 73 chưa đúng này, 54 chưa đúng nào. Mọi người chia sẻ nào. Chia sẻ 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên hội nhóm chợ cho em ạ. 13 chưa đúng đâu các chị ơi. Nào mọi người chia sẻ nào. Ai sẽ là người may mắn nhận được phần quà mini game của shop là một áo phông nhá mọi người nhá. Phần quà của shop là một áo phông dành cho chị nào đoán đúng nhất ạ. 45 chưa đúng nào các chị nào. Mọi người tiếp tục đoán nào. 73 chưa đúng nhá mọi người nhá. 21 chưa đúng ạ. Mọi người tiếp tục đoán cho em nhá. Tiếp tục đoán cho em này. 22 chưa đúng nhá. Áo chị bận bao nhiêu? Áo em mặc tí nữa em sẽ sell. Cứ chốt đơn cho chị đi, hôm nay chị quên máy ở nhà. Địa chỉ thế. Em chưa lấy chị cho địa chỉ. Chị ơi inbox cho em đi chị Mạnh Giáp nhá. 33 chưa đúng nào. Mọi người nào, mọi người tiếp tục comment nào. Lên mốc 50 người xem em sẽ gợi ý con số đầu tiên nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ lên mốc 50 người xem em sẽ gợi ý con số đầu tiên ạ. Một con số rất là dễ thôi nha mọi người nhá. Một con số rất là dễ thôi các chị ơi. Mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ gợi ý con số đầu tiên ạ. 60 chưa đúng, 05 chưa đúng nào. Nào mọi người tiếp tục chia sẻ nhá. Tiếp tục chia sẻ, phần quà là một áo phông nhá. Phần quà của shop là một áo phông này. 56 chưa đúng, 68 chưa đúng. Nào mọi người chia sẻ nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều nhá. 20 chưa đúng các chị ơi. 15 chưa đúng nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều nhá. Bây giờ là 20:54 rồi. Còn 1 phút nữa thôi mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. Còn 1 phút nữa mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Chia sẻ thật nhiều lên hội nhóm chợ cho em này. 34 chưa đúng này, 98 chưa đúng này các chị ơi. Nào mọi người ơi, chỉ còn 1 phút nữa thôi, mọi người nhanh tay đoán đi nào. Nhanh tay đoán đi nào, 23 chưa đúng các chị ơi. Nào nhanh tay đoán đi nào. 99 chưa đúng các chị ơi, 34 chưa đúng này. 98 chưa đúng này, 23 chưa đúng này. Nào mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ gợi ý con số đầu tiên ạ. Con số đầu tiên cho các chị nha, mọi người chia sẻ thật nhiều cho em. 30 view rồi, chỉ còn 20 view nữa thôi. Nào mọi người tiếp tục đoán đi nào. Nào mọi người tiếp tục đoán cho em nào. 72 chưa đúng đâu các chị ơi. 02 chưa đúng ạ. Mọi người tiếp tục đoán nào. Tiếp tục đoán đi các chị ơi. Nào mọi người ơi, chỉ còn 1 phút nữa nhá mọi người nhá. Chỉ còn 1 phút nữa chị nào sẽ là người may mắn nhận được phần quà mini game của shop ạ. Chị nào sẽ may mắn nhận được phần quà mini game của shop này. 79 chưa đúng này các chị ơi. Nào nào mọi người ơi, chia sẻ mạnh lên cho em nào. Chia sẻ mạnh lên cho em nhá. 05 chưa đúng này. Rồi mọi người ơi, mọi người chia sẻ thật mạnh lên cho em chưa nhìn thấy chị nào comment đáp án đúng ạ. Bây giờ đã là 20:55 nhưng mà rất tiếc chưa có một chị nào comment đáp án đúng. Đây, đây là đáp án của shop này các chị nào. Đây nha, con số 10 ạ. Một con số rất là dễ đoán luôn nhưng mà em chưa nhìn thấy chị nào comment đúng nhá. Mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng áo cho mọi người nhá. Các chị chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng áo cho mọi người ạ. Một con số rất là dễ đoán đúng không? Rất là dễ đoán luôn, con số 10 nha các chị nhá, con số 10 ạ. Mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng quà cho mọi người. Bây giờ đã là 32 view rồi. Lên 50 view nhá các chị em sẽ tặng quà cho mọi người luôn, tặng miễn phí luôn ạ. Tặng miễn phí một áo phông cho các chị nào chia sẻ thật nhiều nhá, thật nhiều lên hội nhóm chợ nhá. Đây mọi người chia sẻ thật nhiều nhá, em sẽ tặng áo phông cho mọi người nè. Em sẽ tặng áo phông cho mọi người nhá.
Nào mọi người chia sẻ lên 50 view đi, em sẽ tặng áo phông cho mọi người. Con số 10 rất là dễ đoán đúng không các chị? Một con số cực kỳ là dễ đoán ạ. Nào mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng áo phông. Nói chung là em tặng không cho các chị luôn. Tặng không cho các chị do những ai chia sẻ livestream ạ. Tặng không cho những ai chia sẻ livestream nhá mọi người nhá. Mọi người ơi, con đáp án là con số 10 rồi ạ. Mọi người chỉ cần chia sẻ thật nhiều cho em thôi nhá. Đạt mốc 50 view em sẽ tặng áo phông cho các chị nhá. Tặng áo phông cho mọi người chỉ cần chia sẻ livestream thôi. Chỉ cần chia sẻ livestream đạt mốc 50 view em sẽ tặng không cho mọi người luôn. Tặng không cho mọi người luôn nhá. Nào mọi người chia sẻ lên 50 view đi em tặng không cho mọi người luôn. Em vừa bán hàng vừa chơi game nhá mọi người nhá. Vừa bán hàng vừa chơi game mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng free cho mọi người luôn. Tiếp tục chia sẻ cho em đi nào các chị ơi, tiếp tục chia sẻ nhá. Lên 50 view em sẽ tặng và free cho mọi người luôn nhá. Đây bán mã đầu tiên này các chị này. Bán mã đầu tiên nhá, mọi người vẫn tiếp tục chia sẻ đạt bốc 50 view em sẽ tặng một áo phông cho các chị ạ. Tặng một áo phông nhá, rất là đẹp luôn. Mọi người chia sẻ lên 100 view thì tặng luôn hai áo nhá. Đây mã lệch vai này rất là đẹp này các chị này. Mã này rất là đẹp đúng không? Mã này em có màu vàng này. Màu vàng đậm, màu vàng nhạt, màu xanh và màu trắng. Màu vàng đậm, màu vàng nhạt, màu xanh và màu trắng nhá các chị nhá. Rất là đẹp luôn nha. Mẫu như em đang mặc nha các chị nhá. Mã này là mẫu như em đang mặc. Chị nào lấy thì comment màu kèm số điện thoại cho em này. Màu kèm số điện thoại cho em nhá. Màu vàng, màu trắng và màu xanh ạ. Màu vàng, màu trắng và màu xanh nhá. 120 hôm nay em sale còn 90k mã phông thái này ạ. 90k mã phông thái rất là đẹp như thế này nha các chị nhá. Các chị tầm khoảng từ 40 đến 60 cân vừa nha. Từ 40 đến 60 cân vừa. Chị nào lấy thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Comment màu kèm số điện thoại để em chốt nhé chị nhá. Từ 40 đến 60 cân vừa. Chị nào lấy thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Rất là đẹp đúng không? Đây, mã này rất là đẹp này. Có cả màu xanh nhá chị nhá. Màu xanh mà lên da rất là tôn da luôn. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều cho em ạ. À. Đây nhá. Nguyễn Liên ơi, mình không nhìn thấy comment của bạn. Chắc là bạn comment dày quá. Comment dày quá thì nó đã bị ẩn comment ấy. Mọi người chia sẻ để tương tác tốt để em nhìn thấy mọi người nhá. Mọi người tiếp tục chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng quà, tặng áo free cho mọi người luôn. Đấy, mọi người chia sẻ lên 50 view nhá. Hôm qua chị Đỗ Thanh Hải đã là người may mắn nhận được phần quà của shop là một áo sơ mi yếm rất là xinh luôn rồi. Đây, áo này đang sale là 90k này. Màu vàng, màu xanh và màu trắng nhá. Màu vàng, màu xanh và màu trắng này. Chị nào lấy đi comment nhá. Màu kèm số điện thoại cho em. Comment màu kèm số điện thoại cho em nhá chị nhá. Màu kèm số điện thoại thôi, rất là đơn giản luôn. Dinh cho mình một chiếc áo phông rất là đẹp ạ. Hàng này là hàng Thái này các chị này. Hàng Thái nhá. Chất phông zip cao cấp ạ. Hàng Thái chất phông zip cao cấp này. Có chị nào chốt mã này thì comment nhanh tay nhá. Màu xanh, màu trắng và màu vàng cho em kèm số điện thoại ạ. Màu kèm số điện thoại cho em nào. Đây, màu kèm số điện thoại cho em nào các chị ơi. Màu kèm số điện thoại nhá. Nếu mà các chị không thốt mã này để em qua mẫu nha mọi người nhá. Chín mươi k thôi nhá chị Nguyễn Thị Thùy Linh nhá. 90k này đấy, mẫu như em đang mặc có 3 màu. Nó rồi mọi người ơi, em đổi mẫu khác nhá. Các chị không thích mẫu này để em qua mẫu này. Đây, đổi sang mã này cực kỳ là trẻ trung luôn này. Đấy. Cực kỳ là trẻ trung nhá nhá. Hồng nhá. Chị nào lấy đi comment hồng cho em này. Hồng 50k thôi nhá các chị nhá. Hồng 50k chị nào lấy đi comment hồng nhá. Mã này các chị từ khoảng 56 57 cân quay đầu mặc vừa ạ. Từ 40 cân đến 56 57 cân quay đầu mặc vừa này. Chị nào lấy thì chốt hồng cho em nhá. Chị nào lấy mã như em đang mặc thì chốt hồng kèm số điện thoại cho em nhá. Hồng kèm số điện thoại 50k thôi nhá. 50k này các chị này. Đây, 50k rất là đẹp luôn. Có chị nào chốt hồng không ạ? Phông cốt tông nhá, 100% chất cốt tông siêu mát luôn. Chị nào chốt hồng thì comment hồng kèm số điện thoại nhá.
Hồng kèm số điện thoại cho em là các chị ơi. Hồng nha, rất là xinh luôn ạ. Nào có chị nào chốt hồng không nào? Chị nào chốt hồng là comment hồng cho em để em qua mẫu nào. Siêu hot luôn, đang sale nhá mọi người nhá. Em đang sale cực rẻ luôn. Để em qua mẫu nào. Toàn bộ là phông zip đẹp thôi các chị ơi. Toàn bộ là hàng zip đẹp nhá. Ai lấy hồng thì comment hồng cho em. Quần áo lanh đi em. Áo vàng là 90k nhé chị Trang Mít nhá, Trang Min nhá. Áo vàng 90k này mà lấy đi comment vàng cho em. Nào tiếp mã trắng này. Đây, mã trắng này cực kỳ trẻ trung luôn. Mã này các chị từ 40 cân này 60 cân bao vừa nhá. Từ 40 cân này 60 cân bao vừa. Phần trước này là nó là kim sa này các chị này. Phần trước này là kim sa nhá. Chị nào lấy đi comment trắng kèm số điện thoại nhá. Mã này là 60k nhá, trắng kèm số điện thoại cho em này. Em sale nốt 50k cho các chị ạ. Chị nào lấy trắng em sale 50k nha, 50k dành cho các chị chia sẻ live stream ạ. Là chị nào lấy nè, chị nào lấy comment trắng cho em nha. Sale nốt 50k cho mọi người nhá, sale nốt 50k cho các chị này. Có chị nào chốt trắng không nào? Sale 50k trắng nhá. Ai lấy đi comment trắng cho em, trắng kèm số điện thoại cho em. Sale rất là rẻ luôn nhá chị nhá, sale rất rẻ luôn. Đây, trắng chất phông zip này. Rất là xinh luôn nhá. Rồi ok, chốt trắng cho chị Nga Trần nhá. Em chốt trắng cho chị Nga Trần này. Đây áo vàng đấy chị ơi. Đây áo vàng đấy chị Trang Min này. Đây rất là đẹp nha. Hàng Thái nhá, hàng Thái xịn đẹp luôn. Đang sale là 90k nhá, chất zip đẹp ạ. Nếu mà lấy đi comment vàng kèm số điện thoại cho em này. Vàng 90k kèm số điện thoại nhá. Vàng 90k kèm số điện thoại cho em nhá. Đang sale cực sốc, cực rẻ luôn. Đây, tiếp cái mẫu như em đang mặc mấy các chị nào. Tiếp mẫu như em đang mặc nhá. Sale 50k nhá. Tiếp mẫu như em đang mặc sale 50k, chị nào lấy thì comment vàng này, vàng kèm số điện thoại cho em nhá. Mà em đang mặc thì từ 40 cân đến 60 cân vừa hết luôn. Từ 40 cân đến 60 cân vừa này. Chị nào lấy thì comment vàng nhá, nhanh tay comment nhá, em còn duy nhất một chiếc thôi. Chất phông mát lạnh luôn. Nào có chị nào lấy vàng em đang mặc thì comment vàng nào.
Có chị nào chốt mẫu em đang mặc không nào? Vàng 50k nha. Đây. Vàng đây. Siêu đẹp luôn, cực kỳ trẻ trung luôn nhá. Mã này có mặc sơ mi chân vải đẹp. Và mặc suông cũng được. Đấy. Rất là đẹp luôn. Chỉ vừa ăn 50k thôi mọi người nhá. 50k vàng, ai lấy cái con em vàng cho em. Vàng kèm số điện thoại 50k nhá, để em qua mẫu này. Hoàng, nếu mà lấy thì vàng 50k thì cho em xin số điện thoại nhá. Chị Thu Hoàng ơi, cho em xin số điện thoại ạ. Chốt vàng 50k cho em xin số điện thoại nha. Mọi người comment mã nhá. Các chị comment mã kèm số điện thoại cho em để em dễ chốt nha các chị nhá. Trắng này các chị này. Trắng 50k này, chị nào lấy thì comment trắng này. Trắng 50k nhá, chất cực mát luôn. Đây, chất cực mát luôn này. Chị nào lấy trắng thì chốt trắng cho em nhá. Chất 100% hàng cốt tông này. Đấy, chỗ này là thêu nhá, hàng phông Quảng Châu thêu ạ. Comment trắng cho em kèm số điện thoại nhá, chỉ 50k thôi. Những cái mã này các chị từ 40 cân đến 60 cân vừa hết. Đấy, 40 cân đến 60 cân bao vừa hết nhá. Ai lấy trắng thì comment trắng nhá. Ai lấy thì comment trắng cho em, còn duy nhất một chiếc thôi. Mỗi mẫu còn một chiếc thôi, chị nào lấy thì nhanh tay nhé, em đang sale rất là rẻ luôn. Em đang sale cực rẻ luôn nhá, chị nào lấy thì comment nhá. Trắng kèm số điện thoại hoặc vàng kèm số điện thoại cho em. Chị Thu Hoàng lấy cả vàng cả trắng hả? Nếu mà chị Thu Hoàng lấy cả vàng cả trắng thì ok cho em nhá. Rồi ok, chốt cả vàng cả trắng này. Em ở Tuyên Quang nhá mọi người nhá, 0976 6419 200. Rồi chốt cho chị Thu Hoàng một chiếc vàng, một chiếc trắng này. Chất hàng phông cốt tông nhá, rất là mát luôn các chị nhá, hàng Quảng Châu rất là mát luôn. Đây. Các chị này, tem mát này, toàn hàng đẹp thôi. Đấy, toàn hàng đẹp thôi, rất là rẻ luôn. Để em còn trắng không? Trắng mã khác, chị Hương Nguyễn ơi, trắng mã khác có được không nào? Em mặc đầm sau. Đầm sau tốt tay chị xem. Đầm nào hả chị? Có nhìn thấy chị Nguyễn Thị Thu Thủy nhá. Đây nhá chị nha, tiếp này. Nâu nhá. Nâu này cũng 50k này các chị này. Nâu này cũng 50k, chị nào lấy thì comment cho em nâu nhá.
nâu kèm số điện thoại cho em. Mã này cũng 50k, toàn bộ là chất phông mát lạnh luôn nhá. Chất phông mát lạnh luôn. Đây hàng nhà em này các chị này. Hàng Quảng Châu này. Đây. Cái trắng lúc nãy đây, hàng Quảng Châu. Chất rất là mát luôn nên là mọi người yên tâm nhá. Chất rất là mát luôn. Nâu này, nâu 50k nhá. Chị nào lấy nâu thì comment nâu nhá. Em chỉ còn một chiếc thôi thì phải. Nào, có chị nào chốt nâu thì comment nâu cho em nhá. Nâu kèm số điện thoại cho em. Đây 50k thôi này. Quá rẻ đúng không? Mã này các chị hôm trước mình lấy áo này. Ờ chị Nguyễn Thu Thủy ơi, chị lấy gì thêm rồi em gửi. Tại vì chắc là hôm đấy chị lấy một áo ấy nên là vẫn chưa gửi. Tại vì một áo thì các chị không bỏ tiền ship của mọi người nên là em vẫn chưa gửi ạ. Em ở Tuyên Quang nhá các chị nhá. Đây có chị nào lấy nâu không này? Chị nào lấy nâu thì comment nâu cho em nhá. 50k thôi. Các chị tầm khoảng 55-56 cân quay đầu mặc vừa. 55-56 cân quay đầu mặc vừa. Chị nào lấy nâu thì chốt nâu cho em. Nâu kèm số điện thoại cho em đi nào. Chốt trắng cho chị Hương Nguyễn nha. Chốt trắng cho chị Hương Nguyễn ạ. Nào ai lấy nâu thì comment nâu cho em nha. Không 1, 2, 3 này. 3, 6, 6 2, 6, 6, 5 Cái bạn đang mặc là chân váy. Cái em đang mặc là chân váy bên trong có quần nhá mọi người nhá. Là quần giả váy á. Là quần giả váy. Đây nhá chị nhá. Cái em đang mặc bên trong là có quần luôn. Đây. Bên trong có quần nhá chị nhá. Đây này. Bên trong nó có quần như thế này. Đấy. Rất là đẹp luôn. 140k nhá. 140k có size SM nhá các chị nhá. Các chị tầm khoảng dưới 50 cân ấy, tầm khoảng 47, 48 cân thì mặc S. Còn các chị tầm khoảng 50, 51 cân thì mặc M nhá. Nào ai lấy nâu nha, em đang mặc thì comment nâu nè. Em xin chào chị Nguyễn Hương nhá. Nào em có nâu nha, ai lấy nâu thì comment nâu cho em. Nâu 50k thôi này các chị này. Nâu này 50k nhá, rất là rẻ luôn. Chị nào chốt nâu thì comment nâu cho em. Nâu kèm số điện thoại cho em nha để em qua mẫu. Mọi người chia sẻ nào. Các chị chia sẻ cho em nào. Chia sẻ thật nhiều vào hội nhóm cho em nhá. Chân váy bò em có chị Minh Anh ơi, chân váy bò có nhá. Nào đỏ nào, chân váy bò có chị ơi. Rồi ok chị Minh Anh chờ chút xíu em lấy chân váy bò cho chị xem. Đây đỏ nhá các chị nhá. Mã này em có đỏ với vàng này. Em có một đỏ một vàng nhá, 50k. Các chị tầm khoảng 55-56 cân quay đầu mặc vừa. Từ 40 cân nhá, từ 35-40 cân đến 55-56 cân quay đầu mặc vừa này. Ai lấy vàng comment vàng, ai lấy đỏ comment đỏ nhá. 50k nhá. Đây, em có đỏ với vàng. Mã này là 50k này. Chị nào lấy đỏ thì comment đỏ, lấy vàng thì comment vàng cho em. 50k nhá, rất là rẻ luôn. Comment màu kèm số điện thoại cho em nhá. Váy hoa đằng sau bao nhiêu vậy Quyên? Váy hoa đằng sau là hàng thiết kế hàng 200 các chị ơi. Em lấy chân váy bò cho mọi người xem này. Đây để em lấy chân váy bò cho mọi người xem.
Đây nhá, chân mày bò đấy các chị này. Chân mày bò đấy chị Minh Anh ơi. Đây, chân mày bò siêu đẹp luôn đúng không? Đủ size SML nhá. Em có đủ size SML đây ạ. Chất bò thì là mềm co giãn này. Chất bò mềm co giãn nhá. Đấy, chất bò mềm co giãn. Ai lấy chân váy bò thì comment nhá. Chân váy bò của em là 140k, hàng bò xuất rất là đẹp luôn. Mọi người nhìn tem mác này. Hàng bò Hàn nhá, bò xuất nhá, rất là đẹp luôn này. Đấy, 140k trên một chân. Có hai màu là màu em cầm đây là màu nhạt này và màu đậm. Có hai màu là màu đậm và màu nhạt đấy nhá, hai màu. Màu đậm và màu nhạt chị nào lấy thì comment cho em. Mặc lên form rất là chuẩn luôn. Chân váy bò là 140 nhá, 140, hàng bò xuất ạ. Hàng bò xuất rất là đẹp, các chị có thể nhìn form của nó rất là xịn đẹp luôn. Đấy, chất thì co giãn miễn bàn rồi. Mọi người không phải nghĩ về chất nhá. Đây mọi người nhìn chất này. Đấy, chất có sướng không các chị? Chất siêu co giãn luôn. Mọi người mặc vào rất là dễ chịu, không nóng nhá mọi người nhá. Đơn của chị đi rồi chị Hà Vi ơi, đơn của chị sáng nay chốt đi rồi em gửi rồi. Chị nào chân váy bò thì comment nhá. Em có 3 size SML. Size S dành cho các chị tầm khoảng từ 46, 47 cân quay đầu. Size M dành cho chị 50 cân quay đầu. Và size L dành cho các chị tầm khoảng 53, 54 cân quay đầu. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Đây kể em lấy màu nhạt nhé chị. Chị Linh Linh ơi lấy màu nhạt bao nhiêu cân? Lấy size gì ạ? À? SML thì chị lấy size gì? Comment size kèm số điện thoại cho em nhá. Size S tầm khoảng 45-46 cân quay đầu. Size M dành cho các chị tầm khoảng 50 cân quay đầu. Và size L dành cho các chị tầm khoảng 53-54 cân quay đầu. Chị nào người gọn thì kể cả 55-56 cân vẫn mặc được nhá. Quần với áo của chị. Quần nào ở chị Vân Vũ ơi? Chào chị Kim Nana, nhận được hàng chữ tình yêu ơi. Nào, chị Linh Linh lấy size gì ạ? Comment size kèm số điện thoại cho em. Size S nhé chị, rồi ok Linh Linh, size S màu nhạt. Mọi người chia sẻ cho em nào. Mọi người chia sẻ cho em xin chào chị Nguyễn Huệ ạ. Không 166 này. 500. Vậy chị 58 cân không vừa rồi chứ chị thích màu nhạt. 58 cân cao 1 mét bao nhiêu ạ? 1621. Chị Vân Vũ ơi, chị thích thì có thể chọn mã mới mà nhà em rất là nhiều hàng mới. Nhà em có nhiều mã mới mà. Rồi ok, chốt cho chị Linh Linh ạ. Có chị nào lấy đi comment này. Chị nào lấy đi comment nhé. Em vẫn còn đủ màu đậm và với lại màu nhạt nha. Còn đủ màu đậm và màu nhạt, chị nào lấy đi comment cho em nhé. Còn đủ size luôn. 58 cân 1m52. Thế thì chắc là không vừa chị ạ. Cái này nó cũng giãn lắm nhưng mà chắc là không vừa. Ơi, lanh bộ ở mã hôm qua em vẫn còn mà chị Thu. Lấy quần với ai? Thôi chị không đi đâu. Vừa nãy chip sang đây rủ với Thảo ấy. Chip với Nhi với Phương Anh chip lên mà. Đây nha, mã này em có đỏ với vàng này. Đây cho một ốc về. Đấy, chị nào lấy thì comment cho em nhá. 50k thôi ạ. Đây 50k nhá. Đợi chị đi xong đi. Tí nữa đi. Đợi chị đi bán hàng xong đi nhá.
Quần đến gối thì chỉ có mua, mình mua quần phương ấy chị, mặc quần phương kết hợp với áo phông cũng được mà. Chị thích lanh gối. Nào có ai lấy mặc áo phông này thì comment cho em nào. 50k thôi nhá các chị nhá, 50k này. Ship code 30k trên toàn quốc ạ. Nhà em ship code 30k trên toàn quốc nhá các chị nhá. Nhi ở trên đấy chưa? Thưa anh. Thưa anh chip ở nhà. Thế đi làm gì? Sao nó biết Phương Anh ở nhà? Phương Anh đi không gì có nhà. Ở nhà. Phải đầm hoa. Sau lưng em bao nhiêu? Đây đầm hoa đây nhá, nhá. Đầm hoa đây. Đầm hoa là thiết kế này. Giá là 200k nhá. Rồi ok. Đây đầm hoa thiết kế này, giá là 200k nhé chị nhá, 200k đầm hoa này. Hàng thiết kế hàng lụa nhá mọi người nhá. Hàng thiết kế hàng lụa. Mọi người thích thì comment để em mặc thử cho mọi người xem. Đây chân váy bò đây chị Nguyễn Yến này. Đây lối chân váy bò để đâu nhỉ? Đây nhá, em có hai màu là màu đậm với màu nhạt ạ. Có hai màu là màu đậm với màu nhạt các chị nhá. Còn đủ size SML ạ. Đây màu nhạt đây chị này. Đây rất là đẹp luôn. Gucci nhá, cái này là Gucci đá nhá. Gucci đá siêu đẹp luôn. Chị Nguyễn Yến nếu mà lấy thì comment nhá. Comment chiều cao cân nặng hoặc là comment size để em chốt nhá. Có 3 size SML ạ. Có 3 size SML nhá các chị nhá. Size S thì các chị tầm khoảng 46 cân quay đầu. Đầm đấy chị vừa không? Chị Huệ chắc là vừa đấy. Đầm chị vừa đấy chị Huệ ạ. Đầm này chị vừa ấy, đẹp. Hàng thiết kế mà. Rồi ok, em mặc thử cái đầm hoa này cho mọi người xem. Em mặc thử đầm hoa cho các chị xem nhá, rất là đẹp luôn. Đây, áo phông em đang mặc đây nha. Chất phông zip nhá, mã này các chị 55-56 cân mặc vừa luôn. Đây, sale là 50k, chị nào lấy đi comment cam kèm số điện thoại cho em này. Đây cam kèm số điện thoại nhá, còn duy nhất một chiếc cam, chị nào lấy đi comment cam. Đây nha các chị nha, đây à, mã này rất là đẹp luôn, mã này em có cả màu vàng nữa. Có cả hoa màu vàng nữa nha. Rất là đẹp luôn đúng không các chị? Mặc lên cực sang luôn. Đây, mặc lên cực sang nhá. Em mặc thì hơi rộng. Các chị tầm khoảng từ khoảng 51 cân đổ lên đến khoảng 55-56 cân nhá. Vừa thoải mái luôn. Đầm này là lụa nhá các chị nhá. Chất lụa nhá. Các chị mua ở shop tầm khoảng 500k luôn. Đấy, hàng nhà em hôm nay em sẽ sale là 200k nhá. 200k. Áo đỏ bên kia chị. Áo đỏ nào hả Ly Kim ơi?
Đây chị nào lấy thì comment đầm nhá. Đầm hoa kèm số điện thoại cho em. Rất là đẹp luôn đấy đúng không? Rất là điệu luôn, xinh cực kỳ. Chỉ với giá 200k nhá, chất lụa bao đẹp luôn các chị nhá. Đây mọi người có thể nhìn gần này. Chất lụa bao đẹp luôn, đường may thì rất là nét rồi. Đấy, may rất là nét rồi. Chị nào lấy thì comment đầm hoa kèm số điện thoại cho em. Có cả màu vàng nữa. Mã này em có màu vàng nữa đây. Có cả hoa vàng nữa nha các chị nhá. Có size này. Có size nha các chị nhá. Em là 1m6 50 cân. Rồi ok, chốt cho chị Huệ đầm em mặc. Còn màu vàng này các chị này. Đây mặc màu vàng cho mọi người xem. À có cái màu nâu tây đẹp mà mẹ mặc màu nâu tây rồi. Đây nha. Rồi em chốt cho chị Huệ, chị Khỉ ra một chiếc rồi nè. Đây này các chị này. Đấy, size M nhá. Size như em là đang mặc là mặc size M, dành cho các chị tầm khoảng 55 56 cân quay đầu mặc vừa. 55 56 cân quay đầu mặc vừa nhá. Chị nào lấy thì comment này, màu em đang mặc là màu nâu tây nhá. Mặc lên rất là sang luôn đúng không các chị? Cực sang luôn nhá, màu vàng nhá. Màu nâu tây, màu vàng, màu nâu em vẫn còn, màu nâu kia vẫn còn nhá, màu nâu đậm vẫn còn. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Đi luôn đi. Chị Mạnh Giáp ơi, sáng mai em sẽ gọi điện lại một lần nữa nhá. Chị chú ý điện thoại để em chốt đơn nhá. Sáng mai em gọi bao nhiêu cuộc nhưng mà không được. Đây, hàng thiết kế này mọi người này, hàng thiết kế có size. Chị nào chốt mã này thì comment này, vàng này hoặc là nâu tây kèm số điện thoại cho em. Rất là sang luôn đúng không? Màu vàng này cũng đẹp lắm nhá các chị nhá. Màu vàng này mặc lên cũng cực xinh luôn. Chị nào chốt thì comment nhá. Em đi luôn đi. Đi luôn đi. Rất là đẹp luôn, rất là sang luôn. Em chuyển mẫu nhá. Rồi ok, ok chị Mạnh Giáp nhá, mai em gọi ạ, sáng mai em gọi nhá. Đây chị Ly Kim có phải hỏi váy này không ạ? Có phải chị Ly Kim hỏi váy này không? Mã này cũng là 200k nhá, hàng cánh tiên ạ. Toàn bộ là hàng may thiết kế nhá. Những cái mã này nhà em là mã thiết kế này rất là đẹp luôn. Đây chị Ly Kim có phải hỏi mã này không? 200k nhá. Các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu mặc cho em, mặc vừa. Đấy, cứ 55 cân quay đầu là mặc vừa nhé mọi người nhá. Nếu mà các chị cao thì có thể là 56, 57 cân vẫn vừa. Đây, tiếp một mã maxi nữa này các chị này. Tiếp một mã maxi như em đang mặc nhá. Sale, em sale là 89k nha. 89k cho các chị chia sẻ like. Đầm maxi như em đang mặc sale là 89k cho những ai chia sẻ live stream này. Rất là đẹp luôn.
các chị tổng phẩm 53, 54 cân quay đầu mặc vừa, chị nào lấy thì comment nhá. Comment maxi kèm số điện thoại ạ. Váy vàng là 200 chị ơi. Chị Ly Kim nếu mà lấy thì cho em xin số điện thoại nhá. Chốt là váy hoa kèm số điện thoại cho em. Váy hoa 200k kèm số điện thoại cho em. Đây mã này là 89k này các chị này. Váy vàng là 200k chị Đặng Trang ơi. Hàng thiết kế hàng lụa rất là đẹp luôn ạ. Hàng lụa đẹp lắm, em cho mọi người xem lần trước may mà may cực nét luôn. Các chị có thể nhìn thấy này, may rất là nét luôn nhá. 200k nhá mọi người nhá. 200k đầm vàng này. Đấy, mặc lên dáng cực sang luôn. May rất là nét, các chị có thể nhìn thấy này. May quá nét luôn. Hàng này là hàng thiết kế nhá. Các chị mua ở shop thì tầm khoảng 500k. Thực sự luôn, em đang sale. Em đang sale nhá. Đấy, chị nào lấy thì comment đầm vàng cho em. Các chị từ khoảng 50 cân 50 cân đến khoảng 55-56 cân quay đầu mặc vừa. Chị nào lấy thì chốt cho em này. Rất là đẹp luôn đúng không? Đấy, màu nó cực sang luôn. Các chị ở đây nhìn gần chất lụa của nó này. Từ đường kim mũi chỉ của nó nhá. Đấy, may rất là nét luôn. Chị nào lấy đi comment đầm vàng thì số điện thoại cho em. Maxi em đang mặc là 89k này. Chị nào lấy đi comment maxi 89k kèm số điện thoại cho em nhá. Rất là đẹp luôn. Từ 40 cân đến khoảng 53-54 cân quay đầu là mặc vừa cái mã maxi như em đang mặc này. Cực kỳ là mềm mại luôn này. Các chị đi biển mặc cái mã này nhá, rất là mềm mại luôn. Đấy. Rất là mềm mại luôn. Có chị nào chốt mã maxi này thì comment cho em để em qua mẫu nhá mọi người nhá. Đây một mã maxi nữa này. Một mã maxi cực xinh này các chị này. Một mã maxi cực xinh luôn. Đấy. Mã này các chị mặc đi biển nhá, đi chơi nhá, ok luôn. Đi biển đi chơi ok này. Mã này đang sale là 140 nhá mọi người nhá, mà không bệt vai cũng được này. Rất là kín đáo. Em đang sale là 140 nhá, chị nào lấy đi comment cho em. Mã này mọi người từ khoảng 55 đến 56 cân quay đầu mặc vừa. Từ 40 cân đến 55-56 cân mặc vừa nhá. Ai lấy thì comment nhá. Comment maxi vàng kèm số điện thoại cho em này. Vai nhá. Vai nó may may bồng, may tay bồng rất là đẹp luôn này các chị này. Đấy. Rất là điệu luôn ạ. Chị nào lấy thì comment nào, nhanh tay comment nhá. Chất lụa đẹp nhá mọi người nhá. Chất lụa rất là đẹp luôn ạ. Nào có ai lấy đi comment váy vàng cái số điện thoại cho em. Đi vào bật điều hòa lên đi. Ngoài này một chân nóng. Nào ai lấy đi comment váy vàng cho em nào. Váy vàng kèm số điện thoại cho em nào. Mã này đẹp mà. Mọi người không mua thì thực sự là tiếc đấy. Em còn một chiếc đang sale là 140 ạ. Nào ai lấy đi comment nhá để em qua mẫu nhá. Thank you.
Zoom này các chị này. Zoom nha mọi người nha, các chị có thích Zoom không nào? Đây em lên một mã Zoom này. Đây một mã Zoom rất là đẹp nhá chị nhá. Đây một mã Zoom cực đẹp luôn. Zoom nha, có chị nào thích Zoom không nè? Có chị nào thích Zoom thì comment cho em nha. Đây, mã Zoom này. Mã Zoom này thì em đang sale là 140k nhá. 140k mã Zoom này nào các chị nào. Sale là 140. Các chị tầm khoảng 53 cân quay đầu mặc vừa này. 52, 53 cân quay đầu mặc vừa nhá. Nào ai lấy Zoom thì comment Zoom cho em nào. Có. Đây nhỉ. Không nhìn thấy comment của mọi người. Đây chị Kim Ngân Nguyễn ơi, váy 89k đây. M50 mặc được ạ. Đây chị Kim Ngân Nguyễn đây, váy này 89k nhá. Tầm khoảng 52, 53, tầm khoảng 53 cân quay đầu mặc đẹp. 89k này. Họa tiết thổ cẩm nhá các chị nhá. Họa tiết thổ cẩm, chất von lụa mềm. Chất von lụa mềm rất là đẹp luôn. Sale là 89k nhá. Chị nào lấy thì comment 89k kèm số điện thoại cho em. Đây. Rất là đẹp luôn đúng không? Rất đẹp. Chị nào lấy thì comment 89k kèm số điện thoại cho em. Zoom này có duy nhất là bi vàng thôi nhá chị Mạnh Giáp nhá. Hoa đâu? Nào có chị nào chốt mã Zoom này thì comment nhá. Comment Zoom kèm số điện thoại cho em này. Zoom nhá, dáng quần ống suông. Zoom kèm số điện thoại cho em. Các chị tầm khoảng 52 cân quay đầu mặc vừa nhá. Em váy đó nhé, rồi ok cho chị Kim Ngân Nguyễn váy 89k này. Rất là đẹp luôn nhá, em đang sale nhá. Đang sale siêu rẻ luôn. Rồi chốt cho chị Kim Ngân Nguyễn này. À đây Zoom nó còn một bộ hoa màu này nữa này. Zoom em còn bộ hoa màu này nữa các chị ơi. Đây còn bộ hoa màu này nữa. Quần ống rộng á. Đầm hoa vàng rớt vai là 200k chị Lăng Băng ơi, hàng thiết kế nhá. Hàng thiết kế rất là đẹp. Đây. Zoom này em có cả hoa này các chị này. Có hoa nhá. Có bi với hoa. Tầm khoảng từ các chị tầm khoảng từ 45 cân trở lên đến khoảng 52 cân quay đầu là mặc đẹp. Đấy. Chị nào lấy Zoom thì comment có hoa và bi nhá. Sale là 140 nhá chị nhá. Sale là 140 này, có hoa với bi này. Chị nào lấy thì chốt Zoom cho em, chất von lụa nhá. Chất von lụa rất là đẹp luôn. Quần ống rộng đấy chị Huyền Hùng. Zoom này quần ống rộng này chị mặc được này. Cực đẹp luôn. Đấy, chị nào lấy Zoom thì comment. Chị Lăng Băng ơi đây nhá. Váy hoa này, hàng thiết kế này. Em còn duy nhất một chiếc màu vàng. Đấy, màu vàng thì còn duy nhất một chiếc. Còn một vàng và một nâu tây.
Hàng thiết kế nhá, hiện tại là em còn size M cho các chị tầm khoảng từ 50 cân. 50 cân đến khoảng 55 56 cân quay đầu ạ. Size M nhá các chị nhá, 55 56 cân nhá, 57 cân chị nào người gọn cao thì 57 cân cũng có thể mặc vừa. Hàng là hàng vải lụa nhá. Hàng vải lụa đẹp luôn, các chị mua shop tầm khoảng 4 đến 500k luôn, em đảm bảo luôn. Hàng rất là đẹp luôn, các chị nhận được hàng không phải thất vọng nhá. Đảm bảo đẹp cho các chị luôn ạ. Chị nào chốt thì comment hoa vàng kèm số điện thoại cho em. Size M cho các chị từ 50 cân đến khoảng 55 56 cân. Hàng thiết kế nên là size của nó rất là jean size luôn. Đấy. Chị nào lấy thì comment cho em để em chốt nhá. Chị Lăng Băng nếu mà lấy váy hoa vàng thì cho em xin số điện thoại. Đây ạ, nếu mà lấy váy hoa vàng này thì cho em xin số điện thoại nhá. Cho em xin số điện thoại để em chốt nè. 200k nhá, em đang sale còn 200k. Mọi người yên tâm, hàng đẹp, mọi người có thể nhìn gần chất của nó này các chị này. Đấy, từ đường kim mũi chỉ may rất là nét luôn. Quần dời thì em chỉ, em có mã chấm bi ấy chị. Có mã chấm bi như chị lấy đấy, với lại là mã kẻ. Với lại là mã màu thôi. Quần rời, à quần đấy thì chắc là không phải thử đâu nhỉ. Không phải thử kìa chị Huyền Hồng. Tại vì là quần đáng xuông thì ấy. Chị thích màu gì để em lấy. Rồi chốt váy lăng cho chị Lăng Băng này. Đẹp cực kỳ luôn nhá mọi người nhá. Nhận hàng yên tâm luôn ạ. Không đẹp không lấy tiền. Không 0918 này. Inbox số điện inbox địa chỉ cho em nha chị Lăng Băng nha. 0918914898. Siêu đẹp luôn. Đây mọi người nhìn gần cái chất lụa của nó này. Hoa nét căng luôn. Chào chị Nguyễn Thị Ánh Duyên ạ. Chị ơi, chị còn một quần sóc đây, lấy đi thêm để em gửi. Màu bạn ơi, màu em còn màu cam này, màu đỏ này, màu tím than này. Đây chị Ánh Duyên nhá. Đây bộ giúp em đang bận đây. Em có hoa với lại là chấm bi này. Đang sale là 140 trên 1 set nhá. 140 trên 1 set giúp này. Em đang bận nhá. Chị nào lấy đi comment cho em. Có bi vàng và hoa. Bi vàng và hoa này các chị này. Các chị tầm khoảng từ 44-45 cân đổ lên đến khoảng 52-53 cân mặc vừa zoom. Chị nào lấy đi comment nhá. Zoom hoa và zoom bi ạ. Zoom hoa và zoom bi kèm số điện thoại cho em. 140k nhá, hàng lụa rất là đẹp luôn. Đấy, hàng lụa rất đẹp. Chị nào lấy đi comment nhá. Comment cho em. Em chỉ còn là một vài em chỉ còn lấy zoom thôi. Qua mẫu nha mọi người nhá. Ai lấy zoom thì comment nhá.
Nó là zoom chị ạ, không phải là áo đầm, là zoom. Đây là lên một mã váy bi này các chị này. Lên một mã váy bi như em đang mặc nhá. Sale là 99k này. Sale là 99k bi nhá mọi người nhá. Váy bi như em đang mặc sale là 99k. Các chị tầm khoảng từ 56, 57 cân quay đầu mặc vừa. Chị nào lấy bi thì comment nhá. Từ 45 đến 56, 57 cân mặc vừa này. Ai chốt bi thì comment bi cho em nào. Bi kèm số điện thoại nhá. Chỉ 89k thôi nha mọi người nha. 89k bi nào, ai lấy bi thì comment bi cho em nào. Bi kèm số điện thoại cho em nào. Còn duy nhất một chiếc bi nhá. Từ 45 cân đến khoảng 55, 56 cân nhá. Ai lấy bi thì comment. Chị Thanh Huyền Nguyễn ơi, đơn của chị chốt chưa ạ? Chị Thanh Huyền Nguyễn ơi, đơn của chị có người gọi điện chốt đơn chưa ạ? Nếu mà gọi điện chốt đơn rồi là em đi, em gửi đi rồi ấy, chắc là bi nó chưa ship đến cho chị thôi. Rồi ok, chị cho chị Thu Hoàng bi rồi đơn này. Rồi em chốt bi cho chị Thu Hương nhá, à Thu Hoàng nhá. Nếu mà có người gọi điện chốt đơn rồi là không có người gọi mà chị. Mà chị có em trả lời với chị mà. Mà có người gọi mà chị có em trả lời với chị mà. Nếu mà gọi điện chốt đơn cho địa chỉ rồi là em gửi rồi ạ. Gọi điện chốt đơn cho địa chỉ rồi là em gửi rồi nhá chị nhá. Váy hoa vàng đấy ơi chị này. Váy hoa vàng còn một chiếc này. Em gửi rồi chị Nga ơi. Bên em là cứ có người gọi điện chốt đơn là hàng được gửi đi rồi nhá. Có người gọi điện chốt đơn rồi là hàng được gửi đi hết rồi nhá mọi người nhá. Ai được chốt đơn rồi là em gửi đi hết rồi. Váy hoa vàng này các chị này. Còn một chiếc này. Sale nhá. Sale 99k này. 99k nhá. Chị nào lấy đi comment váy hoa vàng cho em. Mã này các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu mặc vừa. 55 cân quay đầu mặc vừa nhá, từ 40 cân đến 55 cân ạ. Chị nào lấy váy hoa vàng thì comment váy hoa vàng kèm số điện thoại cho em nào. Váy hoa vàng kèm số điện thoại cho em nhá. Em đang sale chỉ có 99k về mã hoa vàng này thôi. Ai lấy thì comment nhanh tay nào. Váy hoa vàng nhá mọi người nhá. Chất lụa rất là đẹp luôn. Có ai chốt váy hoa vàng hay không nào? Đấy. Hoa trắng nền vàng nhá, màu rất là nhã nhặn luôn các chị ạ. Màu cực kỳ là nhã nhặn luôn mà lên da rất là sáng da này. Đấy mọi người nhìn nhá. Nhìn em mặc lên da rất là tôn da luôn. Ai chốt váy hoa vàng thì comment váy hoa vàng cho em, kèm số điện thoại cho em nhá. Váy hoa vàng kèm số điện thoại cho em. Sale chỉ có 99k thôi ạ.
áo phông có cổ, áo phông có cổ, có cổ hiện tại là có sơ mi thôi chị ạ. Đây nào các chị nào, là tiếp nhá, chuyển qua một mã váy bi này, đây, chuyển qua một mã váy bi rất là mềm mại luôn, sale là 80k nhá, mã váy bi này em sale là 80k này, 80k nhá, ai đấy đi comment bi vàng cho em, để ra đấy, đi vào, bi vàng cho em nhá. Bi vàng cho em là các chị nào. Bi vàng nhá. 89k. Chị nhé, chị Nguyễn Nga lấy bi vàng ạ. Chị Nguyễn Nga lấy bi vàng cho em số điện thoại nhá. Sale là 89k này. Bi vàng kèm số điện thoại cho em. Đây, các chị tầm khoảng 1m6 đổ xuống là mặc đẹp. Mét 6 đổ xuống mặc đẹp nhá mọi người nhá. Chị Nguyễn Nga nếu mà lấy bi vàng thì comment cho em số điện thoại lại để em chốt ạ. Ok, em có cho chị Mạnh Giáp một bi vàng, chị Nguyễn Nga một bi vàng nhá. Mạnh Giáp này. Chị Nguyễn Nga một bi vàng này. Chính ra em đang sale quá rẻ luôn các chị nhá. Chất lụa mềm đẹp, các chị không phải nghĩ luôn rồi. Đây, chất lụa mềm đẹp như thế này mà mọi người không phải nghĩ luôn, chất quá đẹp luôn. 0169 này. Sáu chín sáu tám hai chín tám không bốn. Rồi ok, em gửi sáng nay rồi chị ạ. Bi vàng này thì em dồn đơn cho chị nhá, em dồn đơn cho chị gửi đơn sau nhá, tại vì sáng nay em gọi đến chốt đơn là hàng được gửi đi rồi. Bên em cứ gọi điện chốt đơn là hàng được gửi đi các chị ạ. Đây nha mọi người, em bán quần short và áo phông này. Quần short của em đâu mà còn một chiếc size 27 ạ. Còn một chiếc size 27 các chị 50 cân quay đầu nha. 50-51 cân quay đầu này, sale là 120 size 27 này.
120 nhá. Hàng shop bò giấy nhá nhá. Hàng shop bò giấy rất là đẹp này. Sale là 120 quần shop nghe đang mặc nhá. Đây, rất là đẹp luôn. Áo phông nhá, áo phông là 50k. Áo phông là 50k này. Chị nào lấy thì comment phông vàng cho em. Phông vàng chất mát lạnh sale là 50k, quần shop là 120 nhá. Các chị mua cả set là 170k. Mua cả set là 170 nhá mọi người nhá. Áo phông vàng rất là mát luôn. Chị nào lấy phông vàng không nào? Chị nào lấy thì comment phông vàng kèm số điện thoại cho em. Sale 50k, quần sóc thì là 120 nhá. Sale hết luôn. Đâu? Cái nào lê đó? Lê đảo là lê. Các con chẳng nhìn thấy đâu. Thế hôm nay mẹ về người không mà? Thế đây nhá, chuyển qua cái mã phông màu hồng này. Hồng này các chị này, hồng nhá, phông hồng này các chị này, rất là đẹp luôn nhá. Phông hồng như em đang mặc đây, sale nhá, phông hồng như em đang mặc sale 50k này. Chị nào lấy comment hồng cho em nhá, hồng kèm số điện thoại cho em, chỉ giá là 50k thôi. Chữ này là theo này, đấy, chữ theo nhá, từ 40 cân này 60 cân vừa hồng này ạ. Ai lấy mã hồng này thì comment hồng kèm số điện thoại cho em. 50k nhá, 50k thôi. Hồng kèm số điện thoại cho em. Em theo mã hồng này 50k này. Chữ theo nhá, chữ theo. Ai lấy thì comment hồng cho em. Hồng kèm số điện thoại cho em nhá. Không có cổ. Mẹ yên ơi, đi sao không cùng con. Váy vi vàng còn ạ. À, chị đấy hỏi nhưng mà chị đâu kiểm tra vi vàng còn nhá, chị Tông Milo, nếu mà lấy cho em xin số điện thoại. Mọi người có muốn mua không có cổ không nhỉ? À, đơn hàng chị lấy có mình không miễn phí ship nhá chị Mạnh Giáp nhá. Nhà em không miễn phí ship tại vì là hàng đang sale nên là không miễn phí ship ạ. Nhà em không miễn phí ship, mọi người thông cảm nhá. Nào có ai lấy phông hồng này thì comment phông hồng cho em này. Rất là đẹp luôn, còn duy nhất một chiếc một màu ạ. Một chiếc một màu nhá chị nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Mọi người không mua thì chắc chắn là sẽ rất tiếc. Đổi mẫu này các chị này. Thank you.
Đây nha, chuyển qua cái mã phông đá này các chị này. Em chuyển qua cái mã phông đá này nhá. Phông đá này thì em có hai mẫu, có hình và chữ ạ. Phông đá này có hai mẫu nha. Có một mẫu hình như đang mặc và một mẫu chữ như này. Hàng Quảng Châu xịn đẹp luôn này các chị này. Đây. Đấy, hàng Quảng Châu xịn đẹp luôn. Hàng túi zip nhá. Hàng túi zip có size luôn. Các chị mua chỗ khác toàn trên 200k hôm nay em sale nhá. Em sale đây, hàng xịn đây các chị này. Hàng xịn không? Quá xịn, quá đẹp luôn. Sale cho mọi người là 70k nhá. Em sale cho mọi người là 70k này. Đấy. Còn size M nhá chị nhá. Còn size M, em chào chị Trần Thương ạ. Còn size M cho các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu mọc vừa này. 54, 55 cân quay đầu mọc vừa. Ai lấy hình thì comment hình, ai lấy gấu thì comment gấu nhá. Mạng lâu nay không xem được à chị. Ai lấy hình gấu nghe đang mặc thì comment gấu kèm số điện thoại. Sale là 70k cho các chị nhá. Cho các chị chia sẻ livestream ngày hôm nay này. Rất là đẹp luôn đúng không? Có hai hình nhá. Đấy. Chỉ từ đó là 70k thôi, siêu đẹp luôn. Mặc lên form rất là đẹp này, ôm người này, thon người nhá nhá. Đấy. Chị nào lấy thì comment cho em này. Có hình với lại là gấu nhá, có hình với gấu này. Đấy, siêu đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment nhá. Comment cho em hình hoặc là gấu kèm số điện thoại cho em. Chỉ với giá là 70k thôi mọi người nhá. 70k thôi, rất là đẹp luôn ạ. Rồi ok, chốt cho chị Vũ Dung quần áo em mặc gấu nhá chị nhá. Hình gấu cho nó trẻ. Ok, em chốt gấu chị Vũ Dung quân này. Em mặc hình cho mọi người xem. Váy hồng. Váy hồng nào hả chị Thương? Đây nha, hình đây nha các chị nhá. Mã hình đây. Mã hình cũng rất là đẹp này, đấy. Toàn bộ cái phần đằng trước này là đá. Gấu này nó thêu hẳn vào như này các chị này, không phải gấu dán đâu nhá. Gấu nó thêu luôn. Toàn bộ đá đẹp thôi. Đấy. Chỉ có giá là 70k cho mọi người, 70k nhá. Cái này thì em chỉ có màu trắng thôi các chị ạ. Mã này thì chỉ có trắng thôi. Dung quân này. Chị ơi, sang tuần em đi lấy hàng em lấy. À, cuối tuần em đi lấy hàng thì em lấy chân váy S gửi cho chị nhá. Tại vì chân váy M em sợ rộng ấy. Chân váy M mà rộng thì mất công chị mang đi. Nói chung là sửa thì giá nó không được đẹp. Sang tuần em đi lấy chân váy S em gửi cho chị. Đây nhá, ai lấy mã này thì comment cho em này. Đấy, hàng này có size đẹp lắm. Mọi người mà không mua thì rất là tiếc luôn. Toàn bộ cái phần này đá sáng lóng lánh luôn. Chị nào lấy thì comment nhá. Còn size M cho chị tầm khoảng 53-54 cân quay đầu này. Từ 40 cân đến 53-54 cân quay đầu nhá. Ai lấy thì comment nhá. Trắng kèm số điện thoại cho em.
trắng như em đang mặc kèm số điện thoại nhá, chỉ giá 70k thôi. Hàng này các chị mua ngoài thị trường từ 150 đến 200k. Từ 150k đến 200k luôn nhá nhá. Hàng túi zip như thế này mọi người nhìn này, hàng rất là xịn luôn rồi. Chị nào lấy thì comment trắng cho em, trắng kèm số điện thoại cho em nào. Nguyễn Nu Thái Đinh. Để em xem còn gấu không, hình như là hết gấu rồi chị ạ. Hết gấu rồi, em chỉ còn hình thôi. Chị ơi hết gấu rồi, chỉ còn hình em đang mặc này. Chị Nguyễn Nu Thái Đinh ơi, mặc hình em đang mặc có được không? Hết gấu rồi ạ. Em hết hình gấu rồi. Còn hình em đang mặc nhá. Còn hình như em đang mặc nếu mà lấy thì ok cho em nhé chị Nguyễn Nu Thái Đinh nhá. Hết hình gấu rồi. Hàng đẹp xịn cực kỳ luôn mọi người ạ. Nếu mà lấy thì ok cho em ạ, hết gấu rồi ạ. Hình này cũng đẹp mà chị. Đấy hình này toàn bộ cái phần đằng trước ngực là đính đá hết. Đính đá rất là đẹp luôn, sáng lóng lánh luôn. Nếu mà cái hình này nếu mà chị được thì ok cho em nhá. Vậy ra sau bao nhiêu à, không lấy rồi để mai em tìm, nếu mà có hình gấu em chốt cho chị, nếu mà còn sót em chốt cho chị. Váy ren sau bao nhiêu? Váy ren sau chỉ có 140 thôi nhá mọi người nhá. Có thể chuyển qua cái mạng phong thái này cho em này. Đây, toàn bộ đá đẹp này. Chị Yến Phạm ơi, 140 nhá. Đây, mọi người có thể chuyển qua cái mạng phong thái như em đang mặc đây, rất là đẹp luôn. Có màu trắng này, màu đỏ này. Màu trắng, màu đỏ nhá mọi người nhá. Áo phông có cổ thì sang tuần nhá chị nhá. Màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu nâu tây. Mã này rất là đẹp luôn, hàng Thái mọi người ạ. Đây chị Yến Phạm đây nha, màu hồng đây. Váy màu hồng nhá. Đang sale chỉ có 140 thôi, rất là đẹp luôn. Mã này các chị tầm khoảng từ 50 cân, 50-51 cân quay đầu nhá. Từ 40-45 cân đến khoảng 50-51 cân quay đầu mặc vừa đẹp này. Đấy. Ren mềm đẹp ạ. Đây nhé mọi người, thay chuyển qua cái mã phong thái này. Mã này các chị thích mặc bền vai cũng được này. Rất là điệu luôn. Toàn bộ cái phần này là hoa đính thủ công nhé mọi người nhá. Hoa đính thủ công. Em có màu trắng này, màu nâu tây, màu đỏ và màu xanh. Chị nào lấy thì chốt màu cho em. Mã này bao từ 40 đến 60 cân vừa. Từ 40 đến 60 cân vừa này. Ai thích trẻ trung thì có thể mặc màu đỏ này, rất là đẹp luôn. Mặc lên tôn da hàng Thái á. Nào có ai chốt mã này thì comment cho em nhá. Màu kèm số điện thoại, màu đỏ này, màu xanh này, màu trắng như em đang mặc này, và màu nâu tây ạ. Màu nâu tây này, nhìn rất là lạ mắt luôn đúng không các chị? Nhìn cực kỳ là lạ mắt luôn hoa của nó nhá. Các chị có thể nhìn cái hoa của nó này. Hoa của nó đẹp lung linh luôn như thế này. Đấy. Đẹp lung linh luôn hoa của nó. Họ người ta đính bằng tay luôn như thế này các chị nhá. Đính bằng tay luôn, rất là đẹp luôn ạ. Hàng Thái xịn luôn.
Mã này ai không thích thì mặc bền vai cũng được. Chị Yến Phạm nếu mà lấy váy hồng, ren hồng thì comment ren hồng kèm số điện thoại cho em nhá. Hoặc comment váy hồng kèm số điện thoại cho em với ạ. 140 thôi chị ạ. Đây nâu tây đây rất là đẹp luôn. Có chị nào chốt mã áo như em đang mặc nữa không nào? Chị Yến Phạm có áo hở vai. Đây áo như em đang mặc là áo hở vai đây các chị này. Áo hở vai đây, hàng rất là đẹp luôn, hàng Thái. Chị Yến Phạm cho em xin số điện thoại để em chốt ạ. Ren đẹp cực kỳ luôn. Đấy, mã này đẹp mà mọi người không chốt mã này là hơi phí đấy nhá, tại em đang sale. Sale còn 101 mã này thôi. Từ 40 cân 60 cân bao vừa luôn này các chị này. Chị Yến Phạm lấy đi cho em xin số điện thoại ạ. Đây nhá, còn một mấy cái mã đát vàng này. Đát vàng này. Sale là 50k một áo này. Đây. Đát vàng xem là 50k một áo nhá. Nếu mà lấy thì comment đát vàng kèm số điện thoại cho em này. Ai lấy thì comment nhá. Đát vàng kèm số điện thoại cho em. Sale là 50k một áo thôi nhá. 50k một áo rất là đẹp luôn. Hàng chuẩn luôn này các chị này. 52 cân nếu mà cao mét 6 là vừa nhá chị ơi. Đấy. Hàng chuẩn luôn, sale là 50k. Từ 40 cân đến 60, 65 cân vẫn có thể vừa luôn. 60, 65 cân vẫn có thể vừa nhá. Em còn một chiếc thôi, sale 50k, chất mát lạnh. Thực sự chất mát lạnh luôn. Chị Yến Phạm có gì inbox cho em nha chị ơi. Nếu mà lấy váy ren hồng thì cứ inbox là váy ren hồng kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho em để em chốt nhá. Rồi ok, đát vàng này em chốt chị Đỗ Thanh Hải này. 50k thôi. 1m56 chợ không vừa đâu chị ạ. Nếu mà người chị gọn thì là vừa. Chị Đỗ Thanh Hải đát vàng này. Rồi ok, chốt đắt vàng cho chị Đỗ Thanh Hải ạ. Đây còn một chiếc màu trắng rất là đẹp này. Chị nào lấy đi comment trắng nhá, 50k nhá. Trắng sale 50k này. Ai lấy đi comment trắng cho em. Form rộng nhá chị nhá. Trắng này form rộng này. Trắng này sale 50k này. Nào ai lấy trắng thì comment trắng cho em nhá. Từ 40 cân này 60 cân vừa nhá. Trắng sale 50k này. Ai lấy trắng comment trắng cho em này. Trắng 50k. Hình in 3D. Hình in 3D rất là trẻ luôn. Có ai chốt trắng không ạ? Ai chốt trắng thì comment cho em. Trắng 50k thôi này. Các chị có đơn cố gắng chọn giúp em 2 sản phẩm trở lên để em gửi hàng nhá. Hôm nay các chị chọn chưa đủ thì ngày mai mọi người vào chọn giúp em nha. Trắng 50k này, ai lấy thì comment cho em này. Rất là rẻ luôn đúng không? Siêu rẻ luôn.
anh lời trắng hay comment nhá, 50k nhá. 50k rồi các chị ạ. Các chị ơi em xin phép nghỉ nhá. Mọi người mua gì thêm thì có thể inbox cho em nhá. Xin chào tất cả mọi người nha. Chúc các chị ngủ ngon ạ.